Trong quá thời gian 3 năm trở lại đây, thì thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vượt xa Thái Lan về mọi mặt để trở thành ông vua của bóng đá Đông Nam Á. Đó là một điều quá rõ ràng mà chúng ta mà cả ASEAN đều phải thừa nhận cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu xét về mặt cá nhân thì thực sự phải thừa nhận rằng các cầu thủ của Việt Nam vẫn còn thua xa các ngôi sao đến từ xứ sở chùa vàng. Bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy, trong khi các cầu thủ Thái Lan đã xuất ngoại vô cùng thành công, thì ngược lại, nhiều ngôi sao của Việt Nam đã thất bại trong những lần ra nước ngoài chơi bóng. Riêng tại đấu trường đỉnh cao nhất của bóng đá châu Á là giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League, hàng loạt các cầu thủ Thái Lan đã và đang chơi nổi bật tại đây. Điển hình trong số này là Chanathip Songkrasin, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Kawasaki Frontale, và Terathon Bumathan, hậu vệ trái đã giành được chức vô địch J-League mùa 2019 cùng Yokohama Marinos. Đây là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan trong hàng chục năm trở lại đây, vì hiếm khi chúng ta có thể thấy một cầu thủ Đông Nam Á có thể tỏa sáng tại một mảnh đất màu mỡ về bóng đá như là Nhật Bản. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng Chanathip và Terathon đang là hai cái tên hiếm hoi của bóng đá Đông Nam Á có thể thành công tại nước ngoài. Và lần này, với sự quyết tâm của mình, Nguyễn Quang Hải đã được xem như là người đại diện cho Việt Nam sẽ là cái tên tiếp theo bước ra nước ngoài chơi bóng để phá bỏ cái dớp thất bại của những cầu thủ đi trước. Cùng với đó là hy vọng làm lu mờ được Chanathip khi nói về vấn đề xuất ngoại của các cầu thủ Đông Nam Á. Và chắc chắn rằng tâm thế của quả bóng vàng 2019 trong lần này sẽ rất khác so với những cầu thủ trước, khi anh là cầu thủ được xem là hội tụ đủ mọi yếu tố để ra nước ngoài chơi bóng. Và điểm đến của Quang Hải chính là giải vô địch quốc gia Pháp League chủ. Và sau khi nghe được những thông tin này thì nhiều trang báo của Thái Lan đã bàn tán rất sôi nổi về chủ đề Quang Hải sang Pháp chơi bóng. Có một số những cây viết, những trang báo của Thái Lan đã có những lời dè biểu nhắm về phía tiền vệ người Việt Nam khi đang hoài nghi về trình độ Quang Hải trong việc lựa chọn League Two là thử thách tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và để đáp trả lại với truyền thông Thái Lan thì Quang Hải ngay lập tức đã có một pha phản đòn cực kỳ sát thương khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan bất ngờ. Bởi trong ngay trận đấu đầu tiên của Hải Con cho Po FC thì tiền vệ này đã gây rúng động bóng đá Đông Nam Á vì đã có một sự hòa nhập rất nhanh với môi trường bóng đá tại Pháp, khi có một bàn thắng và một đường kiến tạo ngay trong lần chào sân đầu tiên của Quang Hải cho câu lạc bộ. Với một thông tin cực kỳ bất ngờ như thế này thì các trang báo của Thái đã quay mặt 180 độ khi lại bắt đầu dành những lời có cánh cho tiền vệ người Việt Nam. Khởi đầu tốt đẹp, Quang Hải ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Đó là những dòng tít mà tờ thể thao uy tín nhất của Thái Lan là Siam Sport nói về Quang Hải sau khi anh tỏa sáng ngay trận đấu đầu tiên ra mắt câu lạc bộ mới. Trong tờ báo này có nhấn mạnh ngôi sao tuyển Việt Nam Quang Hải chỉ cần 23 phút để ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ mới vào rạng sáng ngày 9 tháng 7. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của anh được mô tả là vô cùng đẹp mắt sau những nỗ lực uy hiếp khung thành từ đầu trận cùng với một pha bỏ lỡ khi đối mặt thủ môn. Bên cạnh đó, tờ báo này còn đi sâu hơn khi nói về mức thu nhập khủng của Quang Hải tại Pháp, khi các anh có thể kiếm được khoảng mức lương là 250.000 đến 300.000 euro mỗi năm. Vì vậy, hiệu ứng Quang Hải tại các kênh truyền thông Thái Lan trong một ngày trở lại đây đang nóng hơn bao giờ hết. Họ bàn tán về mọi vấn đề và đặc biệt tờ Bôn Thái đã đăng một dòng tít đáng chú ý khi hàm ý rằng J-League của Chanathip quá nhỏ bé, Quang Hải đang tỏa sáng ở một trong những giải đấu hàng đầu nước Pháp. Và họ nói rằng đây là một nước đi vô cùng dũng cảm của Quang Hải khi anh đã một mạch chuyển sang châu Âu chơi bóng, chứ không dừng chân tại các nền bóng đá vừa sức hơn như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và tờ báo này cũng nói thêm về Chanathip khi nhắc lại cơ hội của tiền vệ người Thái Lan, bởi anh đã có cơ hội rất lớn để được sang Bundesliga chơi bóng vào 2 năm trước, khi câu lạc bộ Stuttgart đã ngỏ lời ký hợp đồng 3 năm. Nhưng trong một buổi trả lời phỏng vấn ở Nhật Bản, Chanathip đã nói rằng tôi sẽ ở lại đây, bởi nếu xem các nền bóng đá phát triển ở châu Âu thì tôi sẽ trở thành kép phụ và khó lòng có thể thành công. Vì vậy tôi nghĩ môi trường bóng đá Nhật Bản là quá đủ để tôi có thể thỏa sức chơi bóng với khả năng của mình. Và giờ đây, những so sánh về Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải sẽ ngày càng trở nên nhiều hơn trên các mặt báo khi Quang Hải đã ra nước ngoài và đã có bước khởi đầu thành công ở châu Âu. Còn Chanathip luôn cho thấy anh là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Vì vậy trong tương lai, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai mới là cầu thủ Đông Nam Á thành công nhất trên con đường xuất ngoại. Đây mới chỉ xem là bước khởi đầu của cả hai trong chặng đường mới. Khi cũng giống như Quang Hải, Chanathip sau một vài năm khẳng định được vị thế của mình tại Nhật Bản, thì anh cũng quyết định gia nhập câu lạc bộ mới và đang cho thấy những khó khăn của mình tại Kawasaki Frontale khi không được ra sân thường xuyên tại câu lạc bộ này và có ít đất diễn hơn so với khi anh thi đấu tại câu lạc bộ cũ. Vì vậy mà những so sánh của tờ Thái Bô đưa ra đã cho thấy tờ báo này có những hàm ý cho rằng Chanathip đã không đủ dũng cảm cho việc quyết định ra châu Âu chơi bóng mà chỉ dừng chân an toàn tại môi trường bóng đá Nhật Bản. Và nếu như trong tương lai Quang Hải thành công tại đấu trường châu Âu
thì chính Hải Con mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về cầu thủ Đông Nam Á thành công nhất khi ra nước ngoài thi đấu. Vâng, chúng ta đều hiểu hiện tại vẫn còn quá sớm để nói rằng Quang Hải sẽ thành công tại châu Âu. Nhưng với những bước khởi đầu như hiện tại, tất cả người hâm mộ đều kỳ vọng rằng Quang Hải sẽ là cái tên khai sáng cho tất cả những tài năng phía sau của bóng đá Việt Nam có thể tự tin chơi bóng ở châu Âu. Và còn về Chan Athip thì thực sự phải nói rằng Hải Con còn phải học hỏi rất nhiều từ tiền vệ người Thái Lan này. Khi trong quãng thời gian đầu sang J-League chơi bóng, Chan Athip cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi và làm quen với môi trường mới. Nhưng với sự kiên trì của mình, sau 5 năm chơi bóng tại Nhật Bản thì tiền vệ người Thái đã xây dựng tên tuổi tại đây. Và đặc biệt, khi anh là cầu thủ đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào đội hình tiêu biểu của J-League năm 2019 do các cổ động viên bình chọn. Đó là một điều phi thường của một cầu thủ Đông Nam Á. Vì vậy, với sự thành công của Chan Athip thì Quang Hải lại càng phấn đấu để có thể tiệm cận đẳng cấp như tiền vệ Thái Lan. Khi thực sự Hải Con vẫn còn một quãng hành trình rất dài để phát triển, khi năm nay tiền vệ này mới chỉ bước sang tuổi 25. Còn Chan Athip thì cuối năm nay anh sẽ bước sang tuổi 29, một độ tuổi gần như đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Vì vậy đây sẽ là cơ hội không nhỏ để Quang Hải có thể phấn đấu và vượt mặt Chan Athip khi quãng thời gian thi đấu đỉnh cao của Hải Con còn tận tới hơn 5 năm. 5 năm là quãng thời gian đủ để Quang Hải có thể chứng minh tài năng của mình tại châu Âu, qua đó để khẳng định tên tuổi tại đây. Và trong một bài phỏng vấn mới đây, người đại diện của Quang Hải là ông Nguyễn Đắc Văn đã nói rằng nếu như Hải có thể thành công và tỏa sáng trong bóng của Pro FC từ khoảng 1 đến 2 năm tới thì khả năng Hải được lên thi đấu tại Ligue 1 là khá cao. Vì vậy, việc sang Pháp chơi bóng là một quyết định không thể sáng suốt hơn của Quang Hải. Đây có thể là một quyết định liều lĩnh, nhưng nếu thành công thì tương lai của Hải Con sẽ cực kỳ sáng lạn. Qua đó, để có thể vượt mặt đàn anh Chan Athip và khẳng định được vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á. Có thể nói rằng, quan điểm của báo chí Thái Lan trong suốt những năm vừa qua là họ không hề tin tưởng bất kỳ một cầu thủ Việt Nam nào có thể thành công khi ra nước ngoài chơi bóng. Họ luôn có sự hoài nghi về trình độ của các cầu thủ Việt. Và cũng dễ hiểu thôi, khi trong 5 đến 6 năm vừa qua thì những cầu thủ tinh tú nhất của bóng đá Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng đều thất bại vì những lý do khác nhau. Nhưng với lần xuất ngoại này của Nguyễn Quang Hải, báo giới Thái Lan chắc chắn sẽ có những góc nhìn rất khác về cầu thủ này khi Hải Con đã tỏa sáng ngay trong trận đấu ra mắt tại câu lạc bộ mới. Vì thế chúng ta hãy cùng hy vọng rằng Quang Hải sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những trận đấu tiếp theo và xa hơn ở giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 để có thể đáp trả những hoài nghi mà báo chí Thái Lan dành cho anh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe trên channel Bình luận viên Mai Anh Tài nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.